Cổ nhá, giới thiệu quán phở xứ cổ. Ăn để. Đi ăn đâu? Cho tỏi nhá, cho ớt này, cho chanh này. Đấy. Bát chanh nhá, chanh mà. Đấy. Chanh rất ngon. Bỏ cái hạt chanh đi. Ngon chưa? Ớt nha. Ớt nha. Đốt đèo mày đèo sao được. Bát phở xương cồ ở Trung Tự, phố Trung Tự rất ngon. Bánh phở thịt tái, thịt chín nhé, chín thịt tái này. Bát tái chín nhá. Bát tái chín này hiện tại là hôm nay là ngày 1. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2019. Nước rất là nóng, khói. Bát tái chín ấy có giá là 30.000 đồng. Ở đây ăn là nước rất ngon. Nước phở ăn ngon tuyệt vời rồi. Hạt tiêu. Chua hạt tiêu. Hạt sở rất ngon nhá. Qua nhà đâu? Đây. Sở rất ngon. Mày đang đi xe sao máy được rồi, còn dự quán xe máy gì nữa? Thử nương. Để khăn nó ngủ. Vâng, ngon lắm. Thank you.
Bát phở ngon ăn hết sạch luôn. Phở đây rất là ngon. Từ tập thể Trung Tự nha. Các bạn xem video nhớ ấn vào đăng ký và chuông bên cạnh ủng hộ mình tiếp tục và sản xuất những cái video review quán ăn ngon Hà Nội khác. Xin cảm ơn các bạn. Okay.